AT&T Tours và thế giới trong tầm tay. Thưa quý vị khán giả, nhằm giúp đích giới thiệu các điểm văn hóa trên thế giới đến quý khán giả Việt Nam. Hôm nay văn phòng du lịch Authentic Tour xin giới thiệu đến một điểm văn hóa của nước Nhật, đó là cách thức mặc áo kimono. Đó là một điểm văn hóa rất là đặc biệt của nước Nhật. Như quý khán giả biết thì kimono là một trong những cái biểu tượng của nước Nhật, nhằm giới thiệu đến chúng ta những cái y phục truyền thống của nước Nhật. Và hôm nay văn phòng Authentic Tour xin được giới thiệu đến một người phụ nữ Nhật đã đến từ Nhật Bản, và cô là một trong những người đã học cách làm như thế nào để có thể mặc những chiếc kimono, những chiếc y phục truyền thống của Nhật Bản. Và để học một cái chương trình như vậy, cô đã phải học mất 5 năm trời. Dạ, đây là cô Fumiko đến từ Nhật Bản. Cô Fumiko, cô đến từ Tokyo, và cô gửi chào đến quý khán giả.東京から来ました。稲田の方向です。着物は5年ほど着付けを習いまして、着付けを始めたきっかけは学生時代に留学生の子にいきなり会って、いきなり浴衣着せられるって聞かれて、その時着せられなかったのがすごくとても残念だったので、着付けって言ってみたいなと思って始めました。 Cô Fumiko, chúng ta biết là cô đã là người đến từ Tokyo, và cô là tên là Fumiko, và cô đã phải học về cách mặc cái phục truyền thống kimono của Nhật Bản trong vòng 5 năm tất cả. Và cô cũng cho biết là trong cái thời gian cô đi học năm thứ hai, và từ đó cô đã có một cái nảy trong cái ý định là cô có vẻ thích về cách gọi là ăn mặc về những cái y phục truyền thống của Nhật Bản, và cô đã bỏ ra một thời gian tiếp nối đó để học cho xong về cái cách ăn mặc thời trang kimono của Nhật Bản, và tất cả thời gian kéo dài trong 5 năm. Từ cái áo mà chúng ta nhìn thấy đó là áo trong, cái vật trong đầu tiên của bộ kimono. Đây là cái step thứ hai trong cái cách mặc áo kimono. Thì một cái chiếc thao khăn thower được dùng để mà siết lại cái phần eo bụng của người phụ nữ. Mục đích của cái thower này được siết là sao để cái đặc thù, nếu một người phụ nữ có cái eo nhỏ và bụng nhỏ thì một cái thower sẽ được dày để làm sao cho phần ngực và phần bụng được thẳng với nhau. Khi mặc áo kimono thì cái ngực sẽ không có được khoe ra. Và trong trường hợp mà người phụ nữ Nhật mà có những cái bụng to, lớn tuổi, có bụng to thì sẽ được dùng cái loại thau nhỏ, mỏng và để siết lại, và cũng mục đích là để cho phần ngực và phần bụng bằng nhau. Và quý khán giả có thể nhìn thấy đây là cái step thứ hai vừa mới xong, đó là được siết lại cái khăn thao để giữ cái áo suyoke ở bên trong cho chắc. Một cái tiến trình thứ ba đó là được mặc thêm cái áo khoác ngoài vào. Thì cái áo khoác ngoài này được gọi là nagayoke. Và cái áo nagayoke này cái mục đích có lẽ là mục đích là làm cho nó được đẹp và trông nó sang trọng hơn trước khi mặc cái áo chính là kimono. Kimono như là quý khán giả thì nhìn, quý khán giả thì nhìn qua cái cách của cô Fumiko đang gọi mặc những cái áo bên trong của bộ kimono,
thì dùng cái chính là những cái đường dây xanh, có nghĩa là những cái dây thắt lưng sẽ được cột chắc lại, mục đích là giữ cho các áo ở bên trong không có bị di chuyển trong lúc cái người phụ nữ phải đi. Nagayoke có nghĩa là cái áo mà phải đi dài, thì chúng ta có thể nhìn thấy như Phương Thảo đang trình diễn thì chúng ta thấy đó là hai cái bàn tay áo rất là dài. Trong cái cách mặc áo kimono thì những người phụ nữ, thường thường là phụ nữ chưa có gia đình thì đều mặc những cái loại áo thì dài như vậy. Còn những người phụ nữ đã có gia đình thì sẽ được mặc những cái loại áo ngắn hơn, loại tay ngắn hơn. Và đây là step thứ tư trong cái tiến trình mặc áo kimono của Nhật Bản. Thì bộ áo chính sẽ được người phụ nữ mặc vào ngay bây giờ. Trong ngôn ngữ Nhật Bản, kimono được viết từ hợp từ hai danh từ kiru có nghĩa là mặc, và đồng thời mono là cái vật, thành ra kiru mono mà gọi tắt là kimono thì coi như là cái vật để mặc thôi, tức là bộ quần áo để mặc thì được gọi tắt là chữ kimono. Nhưng mà cái sự thịnh hành chữ kimono dần dần được biến thành một cái biểu tượng cho nước Nhật qua các bộ quần áo của phụ nữ cũng như là của người đàn ông. Thông thường thì kimono Nhật Bản thì chỉ có một size thôi. Thế tuy nhiên thì cái size đó sẽ được fit vào tất cả mọi người theo cái chiều cao và được điều chỉnh lại theo cái độ cao của cái người đó. Như quý khán giả vừa nhìn khi mà cô Fumiko mặc cái áo kimono ngoài vào thì cô đã kéo lên cho vừa cái phần phía dưới gót chân thì làm sao cho cái bộ kimono nó vừa đúng với cái gót chân của người phụ nữ, và đồng thời cô đã dùng cái đai lưng để siết chặt lại để giữ cho cái áo không có bị di chuyển. Fumiko là một người phụ nữ và là một sinh viên đã có bỏ ra một thời gian 5 năm chỉ để mà học một cách mặc kimono thôi. Trong khi đó, cái người mà thiết kế design về cái bộ kimono thì lại là một cái người hoàn toàn khác, và đây cũng là một cái công trình. Tại vì khi bộ kimono được mặc lên á thì người ta phải biết cách lựa vải, lựa hoa, lựa màu và làm sao cho mình thích hợp với một người phụ nữ theo cái ý thích của họ là một, nhưng đồng thời phải hợp với tất cả những cái màu sắc, hợp với cái hình dáng cũng như là hợp với cái tất cả mọi thứ trên cái người phụ nữ. Quý khán giả có thể nhìn tên của cô bé Phương Thảo thì cái đầu tóc của bé Phương Thảo đã được vuốt cao lên, và đó là một trong những cái đòi hỏi của khi mà mặc kimono. Để cái mục đích của áo kimono lúc nào cái ngáy cũng được để chống ra ngoài, đó là phần hợp nhất trong cái lúc ăn mặc của bộ kimono. Qua cái cách nhìn Fumiko đang mặc bộ kimono cho Phương Thảo
thì quý khán giả có thể nhận thấy rằng khi mà mặc bộ kimono hoàn toàn không phải một người đã tự có thể mặc được, mà lúc nào cũng phải cần sự trợ giúp của một người ở ngoài. Tại vì những cái vành đai, những cái cách thắt lưng đó là cái rất là khó khăn và tự một người không có thể làm được. Và cái thắt lưng mà Fumiko đang thắt vào đó thì nó chỉ giữ chặt cho cái áo kimono phía ngoài trước khi mà được đeo cái vòng gọi là vòng obi, tức là cái vòng lưng của cái bộ kimono. Kimono, tức là phần ngực và phần bụng không có phân biệt, phần rất là thẳng được nhìn xuống. Và bây giờ qua một cái tiến trình khác, đó là cách gọi là thắt cái đai obi của cái phía sau lưng và chiếc bụng, thì đây cũng là một trong những cái step rất là quan trọng và rất là khó trong cái cách mặc của áo kimono.